Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các đồng chí. Buổi chiều ngày 7 tháng 8 năm 2023, báo cáo với lại các đồng chí, đúng ra là chiều hôm nay là có 16 tỉnh nghênh đón. Thế nhưng mà đóng hàng không kịp thì bây giờ là chỉ có 11 tỉnh nghênh đón thôi. Trước tiên cho mình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thượng đế 63 tỉnh thành đã gửi cho niềm tin vào nơi lão nông chi điền Khang Audio 18 Bình Dương. Và đó cũng là sự thông tuệ của các thượng đế. Đầu tiên là Sony có model xe FS1140S, địa chỉ tới đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đây là mã số của đơn hàng. Trân trọng cảm ơn ngài. Đây là loa Sony CFS1133S, địa chỉ tới đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thủ đô Hà Nội. Đây là mã số của đơn hàng. Đây là băng cassette, địa chỉ tới ngõ 118 Nguyên Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội. Đây là mã số của đơn hàng. Đây là băng cassette, địa chỉ tới ấp Phú Mỹ 1, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đây là loa sáp 939, địa chỉ tới thôn Khuẩy Đen 2, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn. Đây là mã số của đơn hàng. Đây cũng là băng cassette, địa chỉ tới ấp Mỹ An, xã Mỹ Thạch, huyện An Thạnh, tỉnh Bến Tre. Đây là mã số của đơn hàng. Đây cũng là băng cassette, địa chỉ tới đường Nguyễn Văn Trỗi, khu phố Thắng Lợi 1, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Đây là mã số của đơn hàng. Trân trọng cảm ơn ngài. Đây cũng là băng cassette, địa chỉ tới tổ 5, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đây là mã số của đơn hàng. Đây cũng là băng cassette, địa chỉ tới khu dân cư Vũ Lạ, phường Nam Đồng, Hải Dương City, thành phố Hải Dương. Đây là mã số của đơn hàng. Trân trọng cảm ơn ngài. Đây cũng là băng cassette, địa chỉ tới đội 5, thôn Bằng Tạ, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, thủ đô Hà Nội. Đây là mã số của đơn hàng. Còn đây là vừa băng cassette và vừa một cục đổi điện từ 220 xuống 3 đến 12V một chiều, địa chỉ tới khu 2 Hùng Lô, Việt Trì, Phú Thọ. Đây là mã số của đơn hàng. Đóng hàng không kịp. Đây là những thượng đế mà đã trần văn chốt những sản phẩm thì cũng thông cảm cho mình. Ngày mai mình mới gửi được, nhưng hôm nay thì cũng làm hết công suất rồi. Thế nhưng mà vừa làm vừa đóng hàng, bây giờ lại đi gửi hàng cái này, cũng chỉ được 11 tỉnh thôi. Thế còn bây giờ lại về nghỉ ngơi xong tiếp tục đóng để gửi cho các thượng đế. Xin phép dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn. Chào thân ái. Chia sẻ.